Xin chào quý vị và các bạn. Trong ngày hôm qua, riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc do chịu ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao nên đã xuất hiện mưa ở diện rải rác. Một số nơi đã đạt lượng mưa khá như là ở Mai Châu, Hòa Bình là 48mm, Bắc Hà, Lào Cai là 75mm, Bắc Mê ở Hà Giang là 52mm và ở Trùng Khánh, Cao Bằng là 50mm. Còn khu vực đồng bằng vẫn phổ biến ít mưa, còn nắng nóng với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 35 cho đến 37 độ. Sang đến ngày hôm nay thì thời tiết tại Bắc Bộ sẽ có sự chuyển biến, nguyên nhân là do áp cao cận nhiệt đới lấn vào, tạo điều kiện xoáy thấp phát triển từ tầng thấp lên tới tầng cao, nên Bắc Bộ sẽ chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Càng về chiều tối và đêm thì mưa sẽ tăng dần về cường độ, có nơi sẽ xuất hiện lượng mưa vừa đến mưa to kèm theo dông. Trong cơn dông thì người dân cần đề phòng với tố lốc và gió rất mạnh. Nền nhiệt trong ngày hôm nay sẽ giảm hơn, tình trạng nóng bức không còn với mức nhiệt cao nhất toàn vùng chỉ phổ biến trong khoảng từ 31 cho đến 34 độ. Với vùng duyên hải miền Trung, trong ngày hôm nay đới gió đông từ biển thổi vào sẽ làm cho mưa có xu hướng tăng hơn tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Còn khu vực các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ mưa xảy ra ít hơn, chỉ xuất hiện lác đác với lượng không nhiều. Tuy nhiên thì nắng nóng tại khu vực này cũng sẽ suy giảm hơn, thu hẹp dần về diện và chỉ còn tập trung tại các tỉnh từ Quảng Bình cho đến Quảng Ngãi, với nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 35 đến 37 độ. Ở phía Nam, từ ngày hôm nay, đới gió Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần, nên mưa trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng sẽ tăng hơn về diện và lượng, có nơi sẽ xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, tập trung nhiều tại các tỉnh ven biển. Trong cơn dông thì người dân cần cảnh giác với hiện tượng sấm sét và gió giật. Trong ngày, số giờ nắng giảm hơn, nhiệt độ cao nhất tại Nam Bộ phổ biến từ 31 cho đến 33 độ, và ở Tây Nguyên, nhiệt độ dao động từ 29 đến 32 độ. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn sẽ được dự báo như sau. Thưa quý vị và các bạn, tại thủ đô Hà Nội, thời tiết có sự chuyển biến rõ rệt, tình trạng nóng bức như những ngày vừa qua đã không còn, thay vào đó trời sẽ chuyển nhiều mây hơn, nên nhiệt trong ngày có xu hướng giảm, cao nhất chỉ dao động trong khoảng từ 32 đến 33 độ. Càng về chiều tối thì mưa sẽ tăng dần, trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là sấm sét và gió giật mạnh. Dự báo đợt mưa này sẽ kéo dài khá nhiều ngày, vì vậy quý vị khi lưu thông trên đường cần quan sát kỹ và hạn chế tốc độ để đảm bảo an toàn. Sang đến thành phố Hải Phòng, trong ngày hôm nay thời tiết không còn nắng ráo mà sẽ chuyển âm u do trời nhiều mây và đôi lúc còn xuất hiện mưa rào. Vì chiều tối thì mưa dông sẽ càng tăng hơn về cường độ, trong cơn dông có thể xuất hiện gió giật mạnh nên người dân cần đề phòng. Nhiệt độ trong ngày chỉ vào khoảng 26 đến 32 độ. Khả năng mưa tại đây cũng sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày, do vậy người dân cần có những biện pháp ứng phó với tình trạng ngập úng có thể xảy ra gây ảnh hưởng đến đời sống và các hoạt động lưu thông. Dù đến thành phố biển Đà Nẵng là thành phố thuộc khu vực Trung Trung Bộ nên nơi đây vẫn không chịu tác động của hình thế gây mưa đặc biệt nào. Do vậy mà trong ngày hôm nay thời tiết vẫn phổ biến là mây thay đổi và có nắng ráo, trưa chiều sẽ chuyển khô nóng. Lúc này nhiệt độ sẽ đạt ngưỡng cao nhất là 35 cho đến 36 độ. Trong khi đó độ ẩm trong không khí chỉ ở mức là 55%. Về chiều tối và đêm thì mưa cũng hầu như là không xảy ra, nhiệt độ giảm xuống mức thấp nhất vào khoảng 28 độ. Trong 24 giờ tới, tại thành phố vùng cao Đà Lạt, mưa rào và dông sẽ có xu hướng tăng hơn do gió mùa Tây Nam ẩm sẽ có xu hướng hoạt động mạnh hơn. Thời tiết sẽ có mưa tập trung nhiều vào chiều tối, trong cơn dông có thể xảy ra các hiện tượng nguy hiểm như là gió mạnh và sấm sét. Nên khi xuất hiện mưa dông thì quý vị cần tìm nơi trú tránh an toàn. Trong ngày mây thay đổi đến nhiều mây và trời có nắng yếu, nên nhiệt tại Đà Lạt chỉ vào khoảng 17 đến 24 độ. Đối với thành phố phương Nam Hồ Chí Minh, trong ngày hôm nay thì nắng mưa sẽ đan xen nhau, nhiệt độ cao nhất trong ngày có xu hướng giảm hơn, chỉ vào khoảng 32 độ. Càng về trưa chiều thì mưa sẽ càng tăng dần. Theo dự báo của các chuyên gia, kể từ ngày hôm nay thì mưa sẽ có xu hướng tăng trở lại tại thành phố này. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay sẽ dao động trong khoảng từ 25 cho đến 26 độ. Dù đến thành phố Cần Thơ, trong khoảng trưa chiều nay mây đối lưu sẽ phát triển và gây ra những cơn mưa dông, làm cho tiết trời nơi đây sẽ trở nên dịu mát hơn, nhiệt độ cao nhất chỉ vào khoảng 32 độ. Do mưa tăng nên bà con cần chú ý điều tiết nước, tưới tiêu một cách hợp lý cho cây trồng để phòng tránh tình trạng úng ngập làm giảm năng suất. Khả năng về đêm thì thành phố vẫn còn có mưa, nhiệt độ lúc này chỉ dao động quanh mức là 25 độ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết đô thị của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.